Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 có hiệu lực, trong đó quy định về các trường hợp được chở 3 trên xe máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 có sự thay đổi so với trước. Cụ thể, tại khoản 1 điều 33 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ số 36/2024/QH15 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ 4 trường hợp sau thì được chở tối đa 2 người: chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bổ sung thêm trường hợp được chở tối đa 2 người, tức trên xe có tổng cộng 3 người là chở người già yếu hoặc người khuyết tật. Như vậy, theo quy định mới, thay đổi độ tuổi trẻ em được ngồi trên xe gắn máy khi chở thêm tối đa 2 người xuống 12 tuổi, đồng thời bổ sung thêm trường hợp người già yếu hoặc người khuyết tật. Bên cạnh đó, luật mới cũng quy định người lái xe, người được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách, đồng thời không được thực hiện các hành vi sau: đi xe dàn hàng ngang, đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác, sử dụng ô, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính, buông cả hai tay, đi xe bằng một bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy hai bánh, đi xe bằng hai bánh đối với xe mô tô, xe gắn máy ba bánh. Luật Đường bộ 2024 được kỳ họp thứ 7 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024, trong đó quy định mới với dịch vụ cho thuê xe tự lái từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo Điều 78, luật điểm mới về dịch vụ cho thuê xe tự lái từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người dân cần nắm rõ, đường bộ 2024 thì dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được quy định như sau. Dịch vụ cho thuê phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bao gồm dịch vụ cho thuê phương tiện để tự lái và việc tổ chức cá nhân cho thuê xe ô tô chở người dưới 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh để người thuê xe tự điều khiển phương tiện. Dịch vụ cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải nội bộ là việc tổ chức cá nhân cho thuê xe ô tô không bao gồm thuê người lái xe để bên thuê xe tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc vận tải nội bộ. Đơn vị kinh doanh cho thuê phương tiện để tự lái phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: chỉ được cho thuê phương tiện khi người thuê có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe cho thuê, không được bố trí lái xe cho người thuê phương tiện, phải ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện để tự lái với người thuê kèm theo bản photo giấy phép lái xe của người thuê. Người thuê phương tiện để tự lái không được sử dụng phương tiện đi thuê để vận tải hành khách, hàng hóa có thu tiền. Đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vận tải nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, chỉ được cung cấp dịch vụ thông qua thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam theo tỷ lệ vốn góp, theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và quy định của pháp luật có liên quan. Phải ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện không kèm người lái với bên thuê. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới, lực lượng chức năng được quyền bắn hạ flycam không cần cảnh báo. Quốc hội đã chính thức thông qua luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024, trừ quy định tại Điều 17, Điều 32 và khoản 1, Điều 49 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với nhiều điểm mới so với quy định hiện hành, trong đó bổ sung thêm quy định được nổ súng bắn hạ flycam. Theo đó, khoản 2, Điều 23 quy định người thi hành nhiệm vụ độc lập được nổ súng vào đối tượng không cần cảnh báo trong trường hợp như ngăn chặn vô hiệu hóa phương tiện không người lái, trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm nơi cấm, khu vực bảo vệ, mục tiêu bảo vệ. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khủng bố, bạo loạn giết người, bắt cóc con tin hoặc đang trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội đó. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác. Người thi hành nhiệm vụ độc lập cũng được phép nổ súng nhưng phải cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng nếu rơi vào các trường hợp như đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực hoặc công cụ,
phương tiện khác tấn công hoặc chống trả hoặc gây rối trật tự công cộng đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác. Người đang bị truy nã, bị bắt, bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đang chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác. So với hiện hành tại Luật Quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và Công cụ hỗ trợ 2017, thì luật mới đã bổ sung thêm trường hợp lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ được nổ súng quân dụng và thiết bị không người lái trong trường hợp phương tiện bay không người lái này trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm nơi cấm, khu vực bảo vệ, mục tiêu bảo vệ. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã nêu 7 trường hợp đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ. Khoản 1 điều 151 của luật này quy định người sử dụng đất không được cấp sổ đỏ trong các trường hợp cụ thể. Thứ nhất, đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn, gồm xây dựng công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, công trình công cộng do Ủy ban Nhân dân cấp xã đầu tư quản lý sử dụng sẽ không được cấp sổ đỏ. Thứ hai, đất được nhà nước giao để quản lý sẽ không được cấp sổ đỏ, gồm đất công trình công cộng và hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất có mặt nước của sông và đất có mặt nước chuyên dùng. Quỹ đất đã được nhà nước thu hồi, đất để thực hiện dự án đầu tư, đất dùng vào mục đích công cộng, đất chưa giao, chưa cho thuê tại địa phương, đất sử dụng tại các đảo, đất giao cho cộng đồng dân cư quản lý. Trừ trường hợp đất được giao để sử dụng nằm chung với đất được giao để quản lý thì được cấp sổ đỏ với phần diện tích giao sử dụng theo quyết định giao đất cho thuê đất của nhà nước. Thứ ba, đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất cũng không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng phù hợp với dự án đã được phê duyệt. Thứ tư, đất nhận khoán không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đất nông nghiệp, lâm nghiệp có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất mượn của nông, lâm trường trước ngày 1 tháng 2 năm 2015 theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Thứ năm, đất đã có quyết định thu hồi của nhà nước không được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp đã quá 3 năm từ khi có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện dự án. Thứ sáu, đất đang tranh chấp, đang bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để đảm bảo thi hành án hoặc quyền sử dụng đất đang bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cũng không thuộc diện được cấp sổ đỏ. Thứ bảy, tổ chức được nhà nước giao đất, không thu tiền sử dụng đất để dùng vào mục đích công cộng, không nhằm kinh doanh sẽ không được cấp sổ đỏ. Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 quy định nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ với hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ mà không vi phạm pháp luật, không thuộc trường hợp được giao đất sai thẩm quyền. Ba trường hợp đầu tiên được cấp sổ đỏ là hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2024. Điều kiện là đất được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp. Với thửa đất có nhà ở và công trình phục vụ đời sống, nếu diện tích toàn bộ thửa đất bằng hoặc lớn hơn hạn mức quy định thì được cấp sổ với diện tích bằng hạn mức đất ở. Nếu diện tích đất đã xây dựng nhà ở, công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức sẽ được cấp sổ đỏ theo diện tích thực tế đã xây. Thửa đất có nhà ở, công trình phục vụ đời sống, diện tích nhỏ hơn hạn mức thì được cấp sổ đỏ toàn bộ thửa đất đó. Thửa đất dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại dịch vụ thì cấp sổ đỏ theo diện tích thực tế đã sử dụng, thời hạn lâu dài. Diện tích đất vượt hạn mức nếu là đất phi nông nghiệp, không phải đất ở thì được cấp sổ đỏ vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Nếu diện tích vượt hạn mức là đất nông nghiệp sẽ được công nhận theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất muốn được cấp sổ đỏ vào mục đích phi nông nghiệp với phần diện tích này, nếu phù hợp quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu xây dựng nông thôn thì sẽ được đáp ứng. Trong cả 3 trường hợp nêu trên, người sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thửa đất có nhiều hộ gia đình cá nhân sử dụng chung thì cấp sổ đỏ tính theo tổng hạn mức đất ở của những người này. Nếu một hộ gia đình cá nhân sử dụng nhiều thửa đất có nhà ở, công trình phục vụ đời sống, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì hạn mức tính theo từng thửa đất.
Bên cạnh đó, luật cũng quy định hộ gia đình cá nhân được giao đất nông nghiệp nhưng đã dùng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 mà không có giấy tờ cũng được cấp sổ đỏ. Quy định này chỉ áp dụng với chủ đất có đăng ký thường trú tại địa phương, điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp. Ngoài ra, hộ gia đình sử dụng đất ổn định vào mục đích nông nghiệp, được Ủy ban Nhân dân xã xác nhận không có tranh chấp, cũng được cấp sổ đỏ theo hình thức nhà nước giao đất không thu tiền. Phần diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê của nhà nước. Còn lại, những hộ gia đình cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ mà chưa đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo các trường hợp nêu trên, được tạm thời sử dụng theo hiện trạng đến khi nhà nước thu hồi.